Như vậy là thể thao Việt Nam 2019 đã có những thành tích rất là vang dội. Vậy thì chúng ta sẽ chờ đợi những cái mục tiêu gì cho năm 2020 thưa anh? Rất là nhiều. Chúng ta đã khép lại năm 2019 với những thành công ngoài dự đoán có mà trong dự đoán cũng có, và đó chính là tiền đề để chúng ta hướng đến một năm 2020 nhiều thành công chói lọi hơn nữa. Xin kính chào quý vị khán giả của Chuyển động 24 giờ. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới 2020 và cũng là thời điểm thích hợp để chúng ta cùng nhìn lại những gì đã qua của 2019. Thể thao Việt Nam đã tham dự rất nhiều giải đấu lớn nhỏ và gần như ở giải đấu nào, chúng ta cũng đều ít nhiều để lại những dấu ấn thật sự khó quên. Vâng, thường thì với một đội bóng ít thành tích tại những giải đấu cấp châu lục thì các tờ báo khi viết nhận định sẽ gọi đội bóng đó với cái tên rất hoa mỹ và có phần lịch sự là unknown hay còn gọi là ẩn số. Giống như báo chí Việt Nam vẫn gọi đội tuyển Timor Leste hay đội tuyển Lào là ẩn số ở SEA Games 30 vậy, khi thực thế mà nói thì họ ở đẳng cấp chưa bằng chúng ta. Cách đây vài năm thì đội tuyển Việt Nam cũng hay được gắn với cái mác ẩn số khi tham dự những giải bóng đá lớn của châu Á, nhưng giờ đây thì mọi chuyện đã khác. Dạo một vòng qua những trang báo nổi tiếng như là Fox Sports Asia hay Goal.com hay là trang chủ của AFC, chúng tôi không còn thấy từ ẩn số trong các bài viết năm 2019 về đội tuyển Việt Nam nữa. Ẩn số sao được khi thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo là đương kim Á quân của vòng chung kết U23 châu Á 2018. Ẩn số sao được khi chúng ta đã vô địch AFF Cup, vô địch SEA Games 30 để thuyết phục. Đã lâu rồi bóng đá Việt Nam mới bước vào năm mới với tâm thế thật khác như vậy, và hy vọng rằng đó sẽ là cơ sở để môn bóng đá nói riêng và thể thao nói chung gặt hái được thật nhiều thành công trong năm 2020, năm có rất nhiều những sự kiện thể thao quan trọng. Bóng đá Việt Nam sẽ khởi đầu năm 2020 với vòng chung kết U23 châu Á diễn ra tại Thái Lan từ ngày 8 tháng 1 đến 26 tháng 1. Đội tuyển U23 Việt Nam với tư cách Á quân sẽ nằm ở bảng D cùng với U23 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Jordani. Mục tiêu của chúng ta là giành vé dự Olympic Tokyo 2020. Sau đó, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục tranh tài ở vòng loại World Cup 2022 với 3 trận đấu còn lại, gặp lần lượt đội tuyển Malaysia ngày 31 tháng 3, đội tuyển Indonesia ngày 4 tháng 6 và đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ngày 9 tháng 6. Tháng 4, trận đấu F1 Việt Nam Grand Prix sẽ chính thức khởi tranh từ mùng 3 đến mùng 5 tháng 4 tại Hà Nội. Đây là trận đua thứ 3 của mùa giải 2020 sau GP ở Australia và Bahrain. Thế vận hội mùa hè Olympic Tokyo 2020 sẽ diễn ra từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 9 tháng 8 năm 2020 tại Tokyo, Nhật Bản. Hiện thể thao Việt Nam đã có 4 suất tham dự ở các môn bơi, thể dục dụng cụ và bắn cung. Tháng 11, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào hành trình bảo vệ chức vô địch tại AFF Cup 2020. 2019 qua đi, 2020 đã tới. Sẽ lại là một năm đầy ắp những sự kiện thể thao lớn với những kỳ vọng và những khát khao. Hãy cùng nhau khép lại phần thể thao của Chuyển động 24 giờ ngày hôm nay với những lời chúc đầy ý nghĩa của lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao Việt Nam cũng như các vận động viên. Những lời chúc mừng năm mới và chúc nhau an lành. Thay mặt những người làm chuyên môn và đoàn thể thao Việt Nam xin gửi tới tất cả các
huấn luyện viên, vận động viên, bác sĩ, chuyên gia của thể thao Việt Nam một năm mới sức khỏe, hạnh phúc, thành công và đạt được nhiều thành tích trong kỳ đại hội sắp tới, đặc biệt là Olympic 2020 và SEA Games lần thứ 31 tổ chức tại Việt Nam. Em chúc mọi người nhiều sức khỏe, nhiều hạnh phúc và luôn luôn thành công trong công việc. Xin chúc các quý vị khán giả cũng như là người hâm mộ cả nước một năm mới dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc của mình ạ. Em cũng xin kính chúc tất cả khán giả và cũng như là người hâm mộ cả nước là có một năm mới thật là an khang thịnh vượng. Em kính chúc tất cả mọi người có một năm mới an khang thịnh vượng và có rất nhiều sức khỏe và thành công trong công việc cũng như là trong đời sống ạ.